Thực hiện chủ đề công tác năm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Điệp đã gắn với các phong trào thi đua của ngành, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đổi mới phương pháp, vai trò của mỗi thầy cô giáo rất quan trọng, bởi giáo viên vừa là người truyền thụ kiến thức, vừa tiên phong tổ chức điều hành các hoạt động trên lớp. Vì vậy, thành phố Tam Điệp luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, tạo điều kiện để họ tham gia các lớp đào tạo nâng chuẩn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Mỗi giáo viên đều đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, dạy học thực chất để học sinh phát triển toàn diện. Từ bản thân tôi đã phải đổi mới phương pháp dạy học là cho các học sinh được tham gia trải nghiệm nhiều hơn, được em tự làm chuẩn bị nhiều bài kỹ hơn, tạo cho các em cơ hội tham gia những hoạt động ngoại khóa của trường, những hoạt động STEM của nhà trường để các em có thể thể hiện mình tích cực, năng động hơn ạ. Thực hiện chủ đề công tác năm, trường Trung học cơ sở Đồng Giao tiếp tục đẩy mạnh phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học, lấy đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục đạo đức cho học sinh làm trọng tâm. Để học sinh tiếp thu bài nhanh hiệu quả nhất, cô giáo Tạ Kim Tuyến luôn trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, đặc biệt là thực hiện chuyên đề đổi mới sáng tạo, đưa phương pháp mới vào giảng dạy để tạo hứng thú, phát huy tính chủ động sáng tạo cho học sinh theo hướng học mà chơi, chơi mà học. Chúng tôi luôn cập nhật các cái phương pháp dạy học mới, rồi thường xuyên đổi mới để nâng cao cái chất lượng dạy và học. Sử dụng các cái hình ảnh và chúng tôi đưa vào trong giảng dạy, và cũng nhờ có cái công nghệ thông tin thì thấy rằng là một ngoài hình ảnh ra thì chúng tôi có thể truyền tải những cái đoạn video thì nó sẽ thu hút và thấy các em học sinh nó sẽ hấp dẫn hơn trong cái bài học. Trên lớp thì bọn em cũng được sử dụng những thiết bị công nghệ thông tin và điều đó giúp chúng em có thể tiếp thu bài tốt hơn, đặc biệt là trong những giờ anh toán công nghệ lịch sử thể dục thì chúng em có thể tiếp thu một kiến thức mới được rõ ràng hơn, và điều đấy khiến chúng em hứng thú hơn cho học tập. Và ngoài ra cùng với các thầy cô có chuyên môn rất giỏi thì khiến chúng em có thể tiếp thu bài tốt hơn và có thể đạt được nhiều thành tích cao. Bên cạnh đó, các nhà trường đã và đang nỗ lực đổi mới sáng tạo, kiên trì mục tiêu nâng cao chất lượng, triển khai có hiệu quả chương trình sách giáo khoa mới, tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh, gắn giáo dục trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống một cách thiết thực hiệu quả. Ngành giáo dục đào tạo thành phố Tam Điệp đang chỉ đạo các cấp học, các trường học quán triệt các cái văn bản chỉ đạo về đổi mới giáo dục năm 2018, quan tâm đến rà soát đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, tập trung bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thực hiện cái chương trình giáo dục 2018 và quan tâm đến công tác chỉ đạo tăng cường cái cơ sở vật chất, đặc biệt là những việc đổi mới về chuyển đổi số và áp dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Thực hiện chủ đề công tác năm gắn với nhiệm vụ trọng tâm của ngành là giải pháp thành phố đang thực hiện nhằm góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Học kỳ 1 vừa qua, thành phố có gần 500 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp, tạo tiền đề quan trọng để thầy và trò không ngừng nỗ lực, phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong năm học này.